Nó cứ đổ rồi. Rồi, này là anh em tôi đổ nước vô nha. Đấy, ấy chà chà. Thịt ba ba là mình phải đổ rượu gạo vô để khử mùi tanh của nó nha. Nghe cái mùi rượu không, tao cũng muốn xỉn rồi. Đủ rồi đó hả? Nửa thì mua trắng. Muối nha, nửa thìa. Nửa thìa mua trắng nha. Đều. Đều. Sót kìa. Ấy. Bút mạnh luôn, mạnh vô. Nó có mấy gì nó đâm. Nào bây giờ là kiếm cái gì đổ ra để cho nó ấy này, rồi mình nấu cái món bò rồi muối trước. Mẹ quay rồi. Thằng lửa. Mẹ rồi. Lửa đó. Qua đây. 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 Giờ anh em bắt đầu nấu món ba ba ôm chuối. Rồi bây giờ bắt đầu anh em tôi chế biến nè. Cho vô ăn vô. Rồi, bỏ tủ bầm vô. Rồi. Rồi, đâu bỏ ba ba vào đây. Còn mạnh lên. Đó. Này nó chín quá rồi đúng không? Không, nó gần chín rồi. Đó, 3 ngày nữa là nó chín rồi. Thì mình sẽ bỏ nước vô. Đây tươi vô là nó chá. Quá nó cái vậy nó khó sâu lắm á.
giới thiệu với anh em nha. Đây là đầu bếp đến từ đến nào đâu? Mình là siêu đầu bếp đến từ Canada. Bây giờ là tới món nướng nha anh em. Sạch sẽ. Thời gian chờ đợi món nướng đồ chín, anh em mời anh em làm miếng dưa cho nó mát mẻ nha. Dưa nó mát nha, mời anh em xơi miếng dưa nha. Ba nướng đã chín rồi nha anh em. Mày nói rồi anh nhập. Mày chín rồi. Mấy cái này thì chắc vừa nó không thấm vô cà, mấy cái này mặn quá. Ok, thử miếng thịt ngon. Món ba ôm dưa cũng đã chín rồi nha anh em. Chục trà nang á. Ngon không? Ngon. Mày này. Thâu á. Mời anh em nha. Đừng quá. Đúng quá, có bịa đầy chất ngựa thâu á. Mời anh em đi. Để mày đây nó gắp đúng cái cục luôn á. Mở ông vàng. Để đúng mày cái đạo luôn. Ngon quá. Cái miệng nó dẻo ngon ngọt.